cặp vợ chồng đầu tiên thể thao Việt Nam đi vào lịch sử SEA Games. Nguyễn Trường Ngọc Sơn và Phạm Lê Thảo Nguyên đoạt huy chương vàng cùng thời điểm tại SEA Games. Cụ thể, ở chung kết cờ nhanh cá nhân đơn nam tại SEA Games 31, kỳ thủ Trường Sơn đã qua mặt đối thủ Singapore Thin Chinh Yao để giành huy chương vàng. Cùng thời điểm, bà xã Trường Sơn là Thảo Nguyên cũng hạ kỳ thủ Cung Chen Jin Singapore để giành huy chương vàng. Kết quả trên giúp Trường Sơn và Thảo Nguyên trở thành cặp vợ chồng đầu tiên của thể thao Việt Nam cùng giành huy chương vàng cùng thời điểm tại SEA Games 31 nhưng hai nội dung khác nhau. Trường Sơn có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng khi từng vô địch U10 thế giới năm 2000. Anh cũng từng đoạt tới 4 huy chương vàng ở lần đầu dự SEA Games khi mới 15 tuổi. Tính tới thời điểm hiện tại, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã chạm mốc 8 huy chương vàng tại các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Còn với Thảo Nguyên, đây mới là lần thứ 2 cô giành huy chương vàng ở SEA Games sau lần đầu năm 2011. Kỳ thủ nữ số 1 Việt Nam từng là thành phần đội tuyển đoạt huy chương đồng cờ vua ở ASEAN 2010.